Xin chào các bạn, sau đây trong video clip này phòng đào tạo sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện ký hợp đồng điện tử trên app. Đầu tiên chúng ta mở app và đăng nhập tài khoản. Nếu người dùng chưa có tài khoản thì người dùng tiến hành đăng ký như sau. Bước 1. Người dùng nhập số điện thoại. Bước 2. Nhập mã OTP được gửi qua số điện thoại đăng ký tài khoản. Bước 3. Nhập họ tên và mật khẩu để hoàn thiện đăng ký. Khi đã có tài khoản, người dùng đăng nhập vào app. Chọn chức năng ký hợp đồng điện tử, thực hiện eKYC theo hướng dẫn của app, chọn loại giấy tờ tương ứng để xác thực. Ở đây là chứng minh thư. Lưu ý giấy tờ là hình gốc, không scan hoặc photocopy, giữ giấy tờ cố định trước ống kính để đảm bảo không bị mờ. Sau đó thực hiện chụp hai mặt chứng minh thư và nhận diện khuôn mặt. Người dùng nhập số chứng minh thư để so sánh. Sau đó nhập số hợp đồng trong tin nhắn gửi về số điện thoại khách hàng đăng ký khoản vay. Kế tiếp người dùng kiểm tra thông tin trong hợp đồng. Người dùng chọn xác nhận ký hợp đồng. Mã OTP sẽ được gửi về cho người dùng. Sau khi ký hợp đồng, người dùng kiểm tra lại thông tin hợp đồng để hoàn tất. Clip hướng dẫn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.